hôm nay tôi hân hạnh tiếp tục quay trở lại gửi tới quý thính giả với một câu chuyện ngắn đã xảy ra đầy bất ngờ đến với một đôi vợ chồng như thế này lắp camera chồng phát hiện vợ có rất nhiều tiền nhưng sự thật đằng sau khiến anh khóc ngất và câu chuyện nguyên nhân lý do chi tiết ra sao sau đây kính mời quý vị các bạn hãy cùng theo dõi lắng nghe câu chuyện về việc phát hiện ra sự thật đáng ngạc nhiên Về số tiền mà vợ mình đang sở hữu đã làm cho tôi thực sự choáng váng Trong ngày thường nhật Tôi bất ngờ nhìn thấy vợ đang ngồi trong phòng ngủ Một mình đếm từng sấp tiền Ngạc nhiên Và tự hỏi tiền của vợ có từ đâu mà nhiều đến như vậy Những năm gần đây Vì công việc vất vả Tôi dần giả đi và ngoại hình cũng không còn như xưa Trong khi đó Vợ tôi lại ngày càng duyên dáng Thường xuyên đi Sapa Để giữ vóc dáng trẻ trung Khiến tôi không khỏi nghĩ đến việc Có thể bị vợ cắm sừng Là một dân công tỉnh Công việc của tôi thường phải đi xa nhà Chỉ có vài ngày Ở nhà trong tháng Bởi vậy để yên tâm về sự trung thành của vợ Tôi đã lắp đặt nhiều camera giấu kín trong nhà Ngoài hai cái mà vợ tôi biết Còn có tới năm cái khác mà tôi giấu kín Tuy tôi không biết vợ làm gì Hay đi với ai Khi ở ngoài nhà Nhưng mỗi khi Vợ mặc bộ đồ đẹp và ra khỏi nhà Tôi đoán chắc cô ấy sẽ có một cuộc hẹn hò. Sau đó tôi hỏi vợ đi đâu và làm gì Dựa vào câu trả lời và ánh mắt của vợ Đã biểu hiện liệu cô ấy đang nói thật hay là nói dối hôm một ngày gần đây nhất trong lúc rảnh rỗi tôi đã bật camera lên và xem xét những hoạt động trong vài ngày trước của vợ và hai đứa con liệu có phải vợ đã bí mật cặp kè với một người đàn ông giàu có và nhận được số tiền khổng lồ như vậy suốt cả buổi hôm ấy tôi tức giận và không thể tập trung vào công việc được nữa buổi chiều tôi đã xin nghỉ vài buổi để giải quyết những vấn đề gia đình lúc vợ thấy tôi trở về đột ngột cô ấy vô cùng ngạc nhiên và vui sướng cô ấy đã xin nghỉ buổi sáng để chào đón tôi nhìn vợ rất nhiệt tình và không có dấu hiệu phản bội tôi bắt đầu băng khoang liệu tôi có hiểu lầm vợ mình hay không vậy những sắp tiền kia vợ đã kiếm từ đâu mà nhiều đến như vậy khi chúng tôi ôm nhau trên giường Tôi quyết định hỏi vợ về khoản tiền tiết kiệm của chúng tôi trong suốt 15 năm qua Vợ trợn tròn mắt nhìn tôi và thắc mắc Chưa bao giờ anh quan tâm đến tiền tiết kiệm Đây là lần đầu tiên thấy anh hỏi vậy Tại sao vậy? Tôi nhanh chóng bịa ra chuyện muốn đầu tư tiền với bạn bè mở công ty riêng Vợ ngay lập tức từ chối Nói rằng tôi đã giả nên làm việc ổn định ở công ty hơn nữa lương ở công ty cũng rất cao nhiều người mơ ước cũng không có thể có được vì vậy tại sao tôi lại muốn bỏ đi tôi nói với vợ rằng không muốn làm việc ở xa nhà nữa muốn được ở gần vợ để quan tâm và lo lắng hơn tôi sợ vợ xinh đẹp lại bị người khác cướp mất nhưng vợ đã trách tôi là không bao giờ tin tưởng cô ấy sau đó vợ lấy một chiếc túi từ tủ ra và đầy tiền Nói rằng là tiền từ việc bán mảnh đất và có tổng giá trị lên đến 6 tỷ đồng Đó chính là số tiền mà chúng tôi dành dụng cho việc dưỡng giả Vợ cho biết nhờ vào tiền lương của chồng mà mấy năm trước cô ấy đã mua được mảnh đất này Năm nay do con đường chạy xuyên qua nên cô ấy đã quyết định bán để thu về tiền gửi vào ngân hàng Tôi nhận ra rằng mình đã hiểu sai về vợ Ngay sau đó Tôi đã lén tháo hết những camera giấu kín trong nhà Từ nay Tôi quyết định tin tưởng vợ một cách tuyệt đối Bởi cô ấy luôn sống hết mình Và dành tình cảm cho gia đình này Vâng Một câu chuyện Đầy bất ngờ cảm xúc Mà người chồng đã chia sẻ lại Về cuộc hôn nhân Về người vợ thân yêu của mình Và tiếp theo Kính mời quý vị các bạn lắng nghe câu chuyện thứ hai. Nuôi con của bổ và chồng suốt 10 năm. Bất ngờ ngày mẹ đẻ thằng bé đòi gặp mặt, vợ phản ứng lại bằng một điều khiến ai cũng sững sốt. Có lẽ kiếp trước tôi và con có một mối nhân duyên nào đó, vậy nên kiếp này tôi mới gặp con, được làm mẹ của con và nguyện chăm lo cho con hết những năm tháng tuổi thơ này. Vợ chồng tôi đã có 13 năm chung sống với nhau Giống như những cặp đôi khác Chúng tôi cũng có mâu thuẫn và khoảng cách Mọi chuyện bắt đầu từ tôi Đó là tôi không thể mang thai Không thể sinh cho chồng một đứa con Ai làm phụ nữ cũng hiểu cảm giác của tôi Khi biết mình rất khó có thai Khi ấy tôi đau khổ và tuyệt vọng lắm Nhưng chính chồng tôi là người đã tiếp thêm sức mạnh cho vợ anh nói chúng tôi có thể nhận con nuôi Và biết đâu con nuôi của chồng tôi lại ngoan ngoãn Hiếu thuận hơn những đứa con đẻ khác Năm thứ ba của cuộc hôn nhân này Chúng tôi đã nhận được con nuôi theo cách Mà tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra Hôm ấy tôi bị đánh thức bởi tiếng trẻ con khóc Vội chạy ra mở cửa Tôi thấy một đứa bé chừng vài tháng tuổi Đang nằm khóc trước cửa nhà Bên trong là một tờ giấy với dòng chữ gửi gắm nhờ nuôi hộ con ngay sau đó chúng tôi đã báo với công an và đề nghị nếu không có người nhà đến nhận vợ chồng tôi sẽ nhận thằng bé làm con nuôi một tuần sau con đến với gia đình tôi và được tôi đặt tên là bin bin rất ngoan hầu như lúc nhỏ con ít bị ốm vặt và cũng chẳng bao giờ mèo nheo như những bạn khác lớn hơn một chút bin có thể giúp tôi được nhiều việc có thể nói sau khi có bin cuộc sống vợ chồng tôi mới bớt tẻ nhạt chồng tôi cũng tỏ ra quan tâm tới bin từ khi có con anh đi đâu cũng vội vã về với mẹ con tôi thay vì rượu chè như trước kia tôi đã đối xử với con hơn cả những gì mà tôi có tôi cũng tin tưởng tuyệt đối vào chồng cho đến một ngày mẹ bin quay về và sự thật bị phơi bày khi có người liên lạc và nói cô ấy là mẹ ruột của bin tôi sốc lắm chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ xa con vậy mà hôm ấy tôi lại phải đối diện với việc bị cướp con khỏi vòng tay của mình gặp tôi là một cô gái khắc khổ nói chuyện với nhau cô ấy làm tôi bất ngờ khi thừa nhận mình và chồng tôi từng qua lại bin chính là con ruột của chồng tôi việc đặt bin trước cửa nhà cũng chỉ là màn kịch của họ tạo ra Chuyện không chỉ có như vậy Sau khi cầm tiền của chồng tôi Cô ấy đến nơi khác sống Nhưng lại nhớ con và muốn quay về Cô ấy đã gặp chồng tôi Để nói về chuyện này Kết quả là bị anh ngăn cản Và bất đắc dĩ cô ấy mới liên lạc với tôi Tôi đã gọi chồng đến đối chất Ba mặt một lời Và đòi xét nghiệm ADN Nhưng nhường như điều đó không quan trọng Vì chồng tôi đã thú nhận tất cả rời khỏi quán cà phê Tôi loạn choạng khi nghĩ đến những gì mình đã bị lừa dối Đêm ấy nằm ôm con Tôi đã khóc rất nhiều Ngày hôm sau tôi kêu Bin dậy và đưa con đến gặp mẹ đẻ Vừa gặp Bin Mẹ đẻ của thằng bé lao đến ôm con Nhưng Bin thấy lạ nên đẩy mẹ ruột ra và chạy đến nếp vào người tôi Dù vậy chúng tôi cũng đã cùng nhau ăn bữa trưa và sau đó tôi có gặp riêng cô ấy ngồi đối diện với tôi cô ấy nói có lẽ bin đang sống một cuộc sống rất tốt vì thế cô ấy chỉ xin tôi thi thoảng cho gặp con một lần chúng tôi thỏa thuận với nhau một tháng bin sẽ đi chơi với mẹ ruột một lần rời khỏi cuộc gặp tôi thấy lòng nhẹ nhàng thanh thản lắm mặc dù chồng tôi từng phản bội và che giấu vợ nhưng những gì anh làm là vì tôi và vì gia đình tôi sẽ tha thứ cho anh lần này sẽ mở lòng với mẹ con của bin để cô ấy được gặp con vì hơn hết tôi cũng là một người làm mẹ vâng hai câu chuyện hai chủ đề hai hoàn cảnh khác nhau cũng mong rằng quý vị lắng nghe để đưa ra những lời nhận xét cũng như bình luận chia sẻ cho hai câu chuyện này và đến đây thì tôi xin tạm dừng video lại hẹn gặp quý vị và các bạn những video tiếp theo xin chào tạm biệt